Kính chào quý vị khán giả. Trong thời lượng video ngày hôm nay thì em Thiện xin kính mời quý vị cùng đón xem căn nhà đất nằm tại quận Đống Đa, tầm giá trên dưới 5 tỷ. Nếu như thấy hữu ích thì cả nhà đừng quên là để lại cho em một lượt like, một lượt chia sẻ để những thông tin này đến được với nhiều người hơn nhé. Căn nhà quý vị đang xem có sổ đỏ riêng biệt. Diện tích mà được chứng nhận trên sổ là 37m². Đây là đất sử dụng riêng. Nguồn gốc là đất ở đô thị thời hạn lâu dài. Hình thửa đất trên sổ là hơi nở hậu. Tài sản trên đất là công trình nhà ở xây dựng mới hoàn toàn, đang trong quá trình hoàn thiện và lau dọn vệ sinh. Như mọi người thấy là vệ sinh tầng 1 vẫn còn đang ướt, họ đang lau dọn thôi. Đi kèm với nhà thì có đầy đủ giấy tờ sổ đỏ riêng, giấy phép xây dựng, có bản thiết kế và điện nước riêng biệt. Tất cả đầy đủ, chỉ sẵn để sử dụng ngay. So với mặt bằng khu vực và các căn cùng khoảng tiền thì con ngõ trước nhà mình là tương đối sạch sẽ. Trước nhà là ngõ xe máy SH, có thể dựng chân chống giữa và quay đầu thoải mái. Ngõ an ninh tốt, ô tô đậu gần và có bãi đậu xe cũng gần luôn. Nhà 5 tầng thì kiểu bố trí là mỗi tầng một phòng rộng. Tầng nào cũng có khu phụ vệ sinh của tầng đó. Trên tầng 5 sẽ là phòng thờ, sân phơi. Tầng 1 là có gian bếp rồi. Tầng 2, 3, 4 thì mỗi tầng là một phòng rộng. Đây quý vị xem là tầng 2 của nhà mình đấy ạ. Riêng tầng 2 thì gia chủ có design sẵn một bộ giường tủ này. Bàn phấn đã lắp sẵn. Tủ quần áo nữa. Đấy, để tặng cho chủ mới của căn nhà này. Còn các tầng trên thì sẽ để dành không gian để những ai mà chuyển từ nơi khác đến thì có thể mang đồ về. Cả nhà và đất đang nói trên đây thì chủ nhà mong muốn chuyển nhượng đổi lấy hơn 5 tỷ. Giá chủ nhà đưa ra là như vậy và có thương lượng. Nếu như quý cô chú anh chị cần mua nhà đất quận Đống Đa khoảng tài chính trên dưới 5 tỷ thì xin mời có thể đến xem. Em Thiện sẽ hỗ trợ mua nhà từ A đến Z, bao gồm cả thủ tục pháp lý, giá cả và đàm phán trực tiếp với chính chủ sổ đỏ. Tài sản nhà và đất trên đây thì có địa chỉ ghi trên sổ đỏ là thuộc phố Tây Sơn, quận Đống Đa. Chúng ta có thể đi vào nhà từ nhiều đường, thuận lợi nhất là từ Tây Sơn, Thái Thịnh. Đây là khu vực giáp danh với ngã tư Sở, là nhà cũng nằm tương đối gần với ngã tư Sở. Thậm chí nếu mà lên tầng 5 thì chúng ta có thể nhìn thấy khu đô thị Vincom Royal City luôn. Nhà cũng nằm gần với bệnh viện nội tiết phố Thái Thịnh, gần đường Láng và Đại học Thủy Lợi, Đại học Công Đoàn, gần Học viện Ngân hàng phố Châu Bộc và rất nhiều tiện ích khác của quận Đống Đa. Căn nhà này có thể tóm tắt lại bằng một vài điểm chính đáng chú ý như sau ạ. Diện tích sổ đỏ là 37m² x 5 tầng. Nhà bán là giá trên dưới 5 tỷ có thương lượng. Chất lượng nhà là nhà mới 100%. Mua nhà thì được tặng cả nội thất như hiện trạng. Nhà có sổ đỏ riêng, pháp lý đầy đủ. Giấy tờ không thiếu thứ gì. Không quy hoạch, không tranh chấp. Chủ nhà thì cần bán và sẵn sàng giao dịch ngay. Để em Thiện bố trí chìa khóa và giới thiệu quý cô chú anh chị và các bạn đến xem nhà được chu đáo thì mọi người vui lòng gọi trước cho em số máy là 0902661999 hoặc là 0962802792. Ngoài căn này ra thì thông tin nhà đất vẫn còn rất nhiều. Mọi người có thể kết nối em để tiếp cận những cái lựa chọn nó sớm và hợp lý nhé. Em xin là trân trọng cảm ơn. Xin hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.